Thưa quý vị, Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là cơ sở nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Vừa qua, ngày 26 tháng 6 năm 2022, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, giám đốc của trung tâm đã ứng ký thông báo cho biết sẽ tiếp nhận thêm học sinh trong niên học 2022-2023. Đây sẽ là cơ hội cho những trẻ em mồ côi, cơ nhở, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh được đi học hoàn toàn miễn phí. Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang là cơ sở bảo trợ xã hội của Phật giáo Kiên Giang do Thượng tọa Thích Minh Nhận sáng lập và làm giám đốc điều hành. Tọa lạc tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Trung tâm hoạt động theo giấy phép số 1270 trên UBND ngày 3 tháng 8 năm 2006, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp phép, đến nay đã đi vào hoạt động được 20 năm. Xin suốt trong 20 năm qua, Trung tâm đã nuôi dạy nội trú miễn phí toàn phần cho hàng ngàn lượt trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, đang nuôi dạy trên 60 trẻ em, các em đang học từ lớp 1 đến lớp 12 và có 4 em đang học cao đẳng đại học. Trong năm học 2022-2023, Trung tâm sẽ tiếp nhận thêm 20 em có tuổi đời từ 5 đến 13 tuổi thuộc đối tượng như sau: trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em đường phố, trẻ em thuộc gia đình nghèo không có điều kiện đến trường học tập. Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2022. Đăng ký vào học tại Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang, liên lạc qua địa chỉ: ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại và Zalo 0915157455 Cô thích nữ huệ tánh phó giám đốc thường trực 0975878505 thầy Hiệp phụ trách văn phòng để biết thêm chi tiết hoạt động của trung tâm xem tại địa chỉ website trung tâm .edu.vn